Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Đứa Con Rừng. Hôm nay thì anh em chúng tôi sẽ đi tìm và bắt những con rắn hột tu ở trong cánh đồng này. Anh em hãy chờ để xem chúng tôi bắt rắn thế nào nhé. Bọn mình đang đi tìm hang rắn đấy các bạn. Đi khắp cánh đồng rồi. Mà chỉ có chỗ này là nghi là có rắn thôi, bởi vì là cây cối rậm rạp. Đấy, chỗ này thì khả năng nó có rắn ẩn đấp đấy. Mà mấy hôm trước thì có mấy người bảo là có con rắn chạy vào vùng này. Thì anh em chúng mình sẽ tìm những cái hang mà nghi ngờ là có rắn để đào. À đây rồi, đây rồi. Đây có một cái hang các bạn ơi. Đây. Cái hang chỗ rộng rạp này thì theo kinh nghiệm bắt rắn lâu năm thì mình đi vào đây sẽ có rắn đấy. Nó sẽ đi vào đây. Rồi chúng ta sẽ đào hang này xem có rắn không nào. Đi vào sâu quá nặng chị. Đây các bạn ơi, hang này hang chắc phải đi xuyên qua bên kia rồi. Hang càng ngày vào càng to đấy, chắc là có ổ mũi cháu hay sao mà càng ngày càng to. Đấy. Hang đi xuyên qua bên kia rồi. Ui, chỉ ngoài lỡ con gì nó cặn hết. Đây này có một ngách thế này đây này. Có ngách đi xuống thế này nữa. Đấy, có một ngách đi sang thế này các bạn ơi. Bây giờ chả biết nào ngách nào cả. Thôi, cứ đi ngách bên này trước rồi ạ. Tiếp tục đào với nào. To ghê nhá. Hang khủng luôn á. Ngách này hết rồi. Ôi trời, đào hết một ngách mà không thấy con nào, mệt quá các bạn ạ. Mệt quá. Bây giờ lại tiếp tục một đường hang khác, đi một cách khác thì xem có con nào không. Chứ một cách này đào đã hết rồi, đào hết phê quá mà chả thấy con gì cả. Rồi. Tiếp tục đào các bạn ơi, đào hết ngách bên kia mà chả thấy con gì. Ô đây rồi, đuôi rắn đây rồi các bạn ơi. Ô cái đuôi rắn rất to. Ô đuôi rắn đây. Ô chà, rắn hổ trâu. Ôi, được một trận hổ trâu đây các bạn ơi. Nhìn đuôi nó to nhỉ. Ồ, đuôi to ấy. Con này em đoán xem bao nhiêu ký nào. Còn ký rưỡi đấy anh. Ký rưỡi hả? Ờ, khoảng tầm ký rưỡi nhỉ. Úi trời, này. Trận đây rồi, trận đây rồi, nó vào. Quá wow, con trận to quá, nó vào. Úi trời. Úi, con trận. Ấy. Quá wow, nó đi. Anh em ơi, nó đi đâu ạ? Chết rồi, con trận đây rồi. Wow. Rắn to quá. Mấy cái đuôi thôi các bạn ơi. Được rắn rồi. Ê, chà. Rắn này là rắn gì anh Tân nhỉ? Cái này là rắn hổ tru đây.
Rắn hụt tru này khoảng tầm 2 lô đấy. To nhất là khoảng 2 lô. Chết rồi. Nó đi đây em ơi. Wow, nó đi. Wow. Ui giời, dài quá. Ui trời, dài ghê luôn á. Mà nó cử thôi rồi nhá. Nó cử không đều được luôn á. Con này nó khỏe lắm đấy. Ừ, nhưng anh không đi tật đâu. Chuyên gia mà. Chà, rắn anh em ơi. Con này bắt được tầm khoảng. Nó khoanh đây em này. Nó đây coi, nó khoanh này. Đây. Nó khoanh vòng tròn đây luôn. Chắc là nó không đi được nữa. Anh nhìn. Anh cầm cái đuôi, nó không đi được nữa. Nó khoanh đây rồi. Đây. Em thấy nó khoanh không? Đây các bạn thấy nó khoanh trong không? Đây này. Nó khoanh nguyên đống đây này. Tối quá nhỉ. Rồi đấy, tắt em. À không được rồi. Đây, chắc không cần phải bật flash đâu. Đây. Đây, con rắn này. Đấy, qua nó đi kìa. Quý chưa? Ra đi em ơi. Ra đi em ơi. Không phải hải đâu. Hải gì con rắn này. Ra đi. Thì nó to. À, thấy to hải hả? Không sao đâu, gọi anh đây không sao đâu. Đây. Ra từ. Rồi. Cái này tầm khoảng vài ký đấy. Với chưa? Ra đi em ơi. Anh đang chờ em đây. Em quay đầu cái bụng. Đây. Ra càng to luôn đấy. Chắc tôi vào sâu quá nhỉ. Ủa sao ta? Nó trù khiếp lắm. Nó trù đều không ra luôn ạ. Rồi. Đây. Em qua bên này. Quay xong. Ra đi em ơi. Ra nào. Wow. Chặt lắm. Nó bền vào trong rồi cũng nên. Wow. Nó khuẩn nguyên cục trong luôn. Đây này. Nó quấn lại để mình đờ đều ra này. Nó quần thành có bóng trong luôn đấy. 4 phút mấy thôi. Nó quần thành có bóng này. Đây. Thấy chưa các bạn, thấy chưa? Đấy. Rồi. Gần ra rồi. Đâu rồi. Đâu rồi, cái đầu của em đâu rồi? Cái đầu, ôi trời, nó buộc người lại luôn đấy. Đây rồi. Xem có con nào nó không nào. Rác các bạn này. Nó làm tổ trong, nó làm rác trong. Rồi. Ok, mình đã bắt được một con. Hột trâu. Con này cũng tầm khoảng 1,5 đến 2 kg đấy. Đây. Con hột trâu đẹp không các bạn ơi? Nó quá to quá đẹp phải không? Đây, rồi mình mang về đây. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của đứa con rừng xanh. Các bạn nhớ đăng ký để theo dõi những video tiếp theo và ủng hộ mình nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Okay.